rất là tin tưởng. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4, 2013. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam nói đã tạo điều kiện cho giới chức Mỹ gặp các nhà hoạt động nhân quyền trong khi Mỹ tố cáo có sự cản trở. Giới hoạt động nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam phóng thích các thanh niên công giáo. Nghị viện châu Âu lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam đã tạo điều kiện cho Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Baer gặp một số cá nhân mà Hoa Kỳ quan tâm nhân cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội hôm 12 tháng 4. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đưa ra ngày 17 tháng 4 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ bất bình về việc giới hữu trách Việt Nam ngăn cản không cho hai nhà đấu tranh dân chủ gồm bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp xúc với ông Baer như dự định. Hai nhà bất đồng chính kiến này trước đó đã được các giới chức Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức bị luật sư Nguyễn Văn Đài mạnh mẽ phản bác. Ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói như vậy là ông không trung thực. Trước đó thì tôi được tại xứ Mỹ thông báo rằng là phía Việt Nam đã đồng ý để cho ông trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ được phép gặp bất kỳ một công dân nào của Việt Nam, trong đó có cá nhân tôi và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Nhưng mà trên thực tế thì ngay từ trước đó một ngày thì phía an ninh Việt Nam đã thông báo rằng là không cho chúng tôi đi gặp, và ngày hôm sau thì cả nhà tôi cũng như nhà bác sĩ Hồng Sơn thì có một lực lượng an ninh rất là đông đảo, mấy chục người bao vây phong tỏa kín, gần như là chúng tôi không thể nào đi ra ngoài được. Tôi hỏi là các anh cho biết là lý do tại sao, thì họ bảo là anh cứ báo với phía Hoa Kỳ là phía Bộ Công an Việt Nam có đồng ý. Và rất nhiều người bạn của tôi đến để chia sẻ thì cũng bị công an bắt, đưa ra phường Trách Nhiễu rất nhiều giờ đồng hồ. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, tại cuộc đối thoại nhân quyền vừa qua, Hà Nội đã chủ động cung cấp thông tin để làm rõ các thông tin sai lệch phản ánh không đúng tình hình nhân quyền thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Lương Thanh Nghị nói rằng việc duy trì đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương. Tuy không cho biết kết quả cụ thể của cuộc đối thoại nhân quyền năm nay, nhưng Bộ Ngoại giao của cả đôi bên Việt-Mỹ đều loan báo là đã đối thoại thẳng thắn và xây dựng về nhiều vấn đề, trong đó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, nhà nước pháp quyền và bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 18 tháng 4 cho biết, tại cuộc gặp năm nay, Phó trợ lý Ngoại trưởng Baer nhấn mạnh với phía Việt Nam rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với thương mại và đầu tư toàn cầu. Ông Daniel Baer cũng hối thúc chính phủ Việt Nam phải chứng tỏ tiến bộ rõ ràng, cụ thể về vấn đề nhân quyền. Ông Baer nói, sở dĩ Washington quan tâm tới nhân quyền của Hà Nội, vấn đề được chính người dân Việt Nam nêu lên và tranh luận, là vì Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh. Mỹ hy vọng các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam sẽ giúp thu hẹp cách biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế với các chính sách và cách thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước cho rằng Hoa Kỳ cần có các hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền, ngoài các cuộc đối thoại ngoại giao trước thực trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Luật sư bảo vệ nhân quyền từng bị cầm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động công khai cổ suý dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, Nguyễn Văn Đài. Cái sự ủng hộ của phía chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội Hoa Kỳ đối với những người đấu tranh dân chủ trong nước và cả phong trào dân chủ Việt Nam thì từ xưa nay nói chung là rất là tốt. Thế nhưng mà nó chưa thực sự đem lại cái hiệu quả. Cái này không phải do phía Hoa Kỳ mà hoàn toàn do từ phía chính phủ Việt Nam. Họ vẫn khăng khăng không chấp nhận những cái lời kêu gọi cải thiện tình hình nhân quyền, không chỉ riêng của chính phủ Hoa Kỳ mà còn hầu hết các chính phủ các nước dân chủ an ninh trên thế giới. Đến thời điểm này thì phía chính phủ Hoa Kỳ cần phải có một cái hành động mạnh mẽ hơn nữa, vượt hơn cả những cái lời kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền, bởi vì riêng đối với Hoa Kỳ thì quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có ảnh hưởng rất là lớn đối với cái nền kinh tế của Việt Nam. Thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng để sử dụng tất cả mọi biện pháp từ ngoại giao, kinh tế, chính trị cho đến sự hợp tác an ninh quốc phòng để tác động đến sự thay đổi chính sách của chính phủ cộng sản Việt Nam. Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Mỹ nêu rõ với Việt Nam rằng nếu muốn trở thành một đối tác quốc tế có trách nhiệm, chính phủ Hà Nội phải ngay lập tức thực thi các cam kết nhân quyền với quốc tế. Nghị viện châu Âu trong phiên họp khoáng đại hôm 18 tháng 4 chấp thuận một nghị quyết khẩn cấp lên án mạnh mẽ Việt Nam vi phạm nhân quyền. Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp cho hay là nghị quyết vừa được thông qua
cũng yêu cầu EU đánh giá lại tính cách tương thích của những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam với Hiệp định Hợp tác Việt Nam-EU, mà trong đó có đặt điều kiện là quan hệ ngoại giao thương mại giữa đôi bên dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Nghị quyết được sự bảo trợ của 6 nhóm chính trị thuộc các xu hướng khác nhau trong Nghị viện châu Âu, lên án tình trạng đe dọa, sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ tùy tiện, xử án bất công đối với những người hoạt động chính trị, viết blog hoặc bênh vực nhân quyền tại Việt Nam. Nghị quyết nói đây là sự vi phạm rõ ràng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Nghị viện châu Âu đặc biệt lưu ý tới trường hợp giam giữ 32 blogger và những người bày tỏ ý kiến trái chiều trên Internet, nhất là những bản án nặng nề dành cho các blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần. Nghị quyết cũng lên án việc bách hại tôn giáo nghiêm trọng nhắm vào người theo đạo Công giáo, Tin lành và Phật giáo, lên án việc hình sự hóa các ý kiến bất đồng ôn hòa trong pháp lệnh số 44, chỉ trích những lời lẽ mơ hồ về an ninh quốc gia trong các bộ luật và việc ngược đãi tù nhân chính trị hay cưỡng chế đất đai tại Việt Nam. Cũng liên quan tới tình hình nhân quyền Việt Nam, tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền Frontline Defenders có trụ sở tại Ireland một lần nữa kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy các bản án dành cho các thanh niên Công giáo đấu tranh dân chủ và phóng thích họ ngay lập tức, vô điều kiện. Phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 8 nhà hoạt động gồm Hồ Đức Hòa, Thái Văn Dung, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Văn Duyệt sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Những người trẻ Công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế này thuộc nhóm 14 nhà tranh đấu nhân quyền bị bắt giam từ cuối tháng 7 năm 2011 vì bị cáo buộc vi phạm Điều 79 và 88 Luật Hình sự về tội danh lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước. Trong đó có 14 người đã bị tuyên án từ 3 tới 13 năm tù hồi đầu năm nay. Trưởng ban truyền thông của Frontline Defenders, ông Jim Loughran, cho biết. Frontline Defenders đặc biệt quan tâm về các trường hợp này vì nó là một phần trong chiến dịch đàn áp lớn của nhà cầm quyền Việt Nam thời gian gần đây, nhắm vào các blogger, những người phanh phui tham nhũng, các nhà hoạt động môi trường bằng các điều luật hình sự mơ hồ như 79 hay 88. Họ là những người bảo vệ của suy nhân quyền, bị nhà nước bôi nhọ với các tội danh như lật đổ hay phản động. Cho nên, chúng ta cần phải lên tiếng rõ ràng và mạnh mẽ cho công luận hiểu rằng những gì các nhà hoạt động này đã làm chỉ là cổ suý cho các quyền con người được tôn trọng theo luật pháp và đảm bảo rằng những nạn nhân bị mất đất đai hay mất nhân quyền phải được lên tiếng. Với lời kêu gọi phóng thích 8 thanh niên Công giáo trong phiên phúc thẩm tới đây, ông Loughran nói tổ chức Frontline Defenders mong Hà Nội xem xét lại các điều luật như 79 hay 88, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và đảm bảo các quyền của công dân Việt Nam được tôn trọng đúng nghĩa. Liên quan tới tình hình Biển Đông, một giới chức cao cấp của Philippines hôm 17 tháng 4 cho hay Tổng thống của nước này sẽ xúc tiến để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử Biển Đông khi ông tới dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN sắp diễn ra tại Brunei. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói rằng bộ quy tắc thường được gọi là COC này rất quan trọng cho vấn đề an ninh và hợp tác hàng hải, giúp đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, một cựu tướng lãnh của Trung Quốc nói rằng các tàu đánh cá của Trung Quốc cần có nhân viên võ trang đi theo để bảo vệ. Trong bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo hôm 18 tháng 4, Trung tướng hồi hưu La Viên viết rằng các đội tàu đánh cá của Trung Quốc hiện nay rất lỏng lẻo và phân tán, rất dễ bị tấn công. Một chiến hạm của Mỹ chuyên tác chiến gần biển đã tới Singapore hôm 18 tháng 4, nêu bật chiến lược mới của Tổng thống Obama tập trung vào châu Á. Các giới chức của Hải quân Mỹ cho hay chiếc tàu mang tên Freedom đã tiến vào căn cứ hải quân Changi của Singapore và sẽ ở đó trong 8 tháng để tham gia các cuộc diễn tập quân sự. Theo lời ông Ian Story, chuyên viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì sự có mặt của chiếc Freedom là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Chiếc Freedom là một loại tàu mới dùng để chiến đấu ở gần bờ, gọi tắt là LCS. Chính phủ Singapore đã đồng ý để cho các chiếc LCS luân phiên tới đóng tại Singapore, tối đa là 4 chiếc. Điều đó cũng có nghĩa là các chiếc tàu này sẽ không đóng thường trực tại Singapore và các quân nhân Mỹ sẽ sống trên tàu. Một giới chức y tế hàng đầu của Trung Quốc cho biết dòng virus mới của cúm gia cầm có thể lây từ người sang người, nhưng không nên lo sợ về việc xảy ra đại dịch. Ông Phùng Tử Kiện, Giám đốc Phòng ứng phó khẩn cấp của Trung tâm Kiểm soát ngăn ngừa bệnh tật Trung Quốc, cho biết là trên lý thuyết việc lây từ người sang người của dòng virus cúm gia cầm
H7N9 là có thể xảy ra, tuy rất hiếm. Trung Quốc báo cáo 17 ca tử vong kể từ khi virus này được phát giác gây bệnh cho người lần đầu tiên hồi tháng trước. Bắc Triều Tiên đòi tháo gỡ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt các cuộc tập trận Mỹ-Nam Triều Tiên trước khi khởi sự bất cứ cuộc thảo luận nào với Washington. Các điều kiện đó đã được Ủy ban Phòng vệ Quốc gia, cơ quan quân sự hàng đầu của Bắc Triều Tiên, phát họa hôm 18 tháng 4 và phổ biến thông qua cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên. Các điều kiện quyết liệt đó hầu như chắc chắn sẽ bị Hoa Kỳ bác bỏ. Washington từng nói rằng Bình Nhưỡng phải thực hiện những bước nhằm gỡ bỏ chương trình hạt nhân của họ trước bất cứ một cuộc đàm phán nào có thể diễn ra. Thế nhưng tuyên bố của miền Bắc cũng có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy là có thể Bình Nhưỡng cuối cùng đã sẵn sàng cứu xét giải pháp đối thoại sau nhiều tuần lễ liên tục lên tiếng đe dọa là sẽ tấn công Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã kết thúc chuyến đi châu Á lần đầu tiên. Cuộc thảo luận giữa ông với Bắc Kinh tập trung nhiều vào tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Một số chuyên gia trong video sau đây phát biểu về tình hình tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh nói rằng cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông là để chống lại những cuộc tấn công tại vùng biển có tranh chấp. Tuy nhiên, Việt Nam cho rằng việc tuần tra của Trung Quốc gây nguy hại cho con đường hàng hải và Trung Quốc đã bắn vào tàu của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc nói họ không làm điều gì sai trái, theo lời phát ngôn viên Hồng Lỗi. Phản ứng của đơn vị Trung Quốc liên hệ chống lại tàu thuyền đánh cá bất hợp pháp của Việt Nam là thích đáng và hợp lý. Tại Biển Đông, Bắc Kinh dùng chính sách giải quyết riêng với từng nước đòi chủ quyền, theo lời chuyên viên Christian Lemire. Rõ ràng là Việt Nam ở trong một vị thế rất yếu nếu phải đàm phán song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam có thể tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Ấn Độ, hay ít nhất chứng tỏ là những quốc gia này dính líu trong cuộc đàm phán thì Việt Nam mới có thể ở trong một vị thế mạnh hơn. Philippines một mặt đưa Trung Quốc ra trước cơ quan trọng tài Liên Hiệp Quốc, một mặt củng cố liên minh với Hoa Kỳ. Philippines là một trong năm đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á, Thái Bình Dương, và là một mối quan hệ rất, rất quan trọng tại thời điểm này, khi có những căng thẳng về Biển Đông, nơi mà Hoa Kỳ ủng hộ Bộ Quy tắc ứng xử COC. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về một số những căng thẳng, và Hoa Kỳ muốn thấy những căng thẳng này được giải quyết qua một thủ tục trọng tài. Vậy thì Việt Nam có muốn đưa vấn đề ra trước cơ quan trọng tài Liên Hiệp Quốc hay không? Giáo sư Ruth Wedgwood nói nên lắm. To my mind, it would make sense for Vietnam to join them. Theo tôi, Việt Nam nên làm như Philippines và cùng lúc tuyên bố rằng cảnh sát biển của Trung Quốc dù theo lệnh của tỉnh trưởng Hải Nam hay theo chỉ thị của Bắc Kinh, rõ ràng là không nên làm áp lực với các nước láng giềng trong vùng và tôn trọng giới hạn 3 dặm của thời gian trước đây. Tôi thấy Trung Quốc đang gây áp lực một cách mạnh bạo. Chính là vì áp lực này làm cho giáo sư Lê Quán Hằng thuộc trường đại học American tin là Việt Nam, Malaysia và Brunei sẽ không tham gia chung với Philippines. Bà nói Việt Nam đặc biệt dè dặt với Trung Quốc. Những gì Việt Nam muốn làm đều bị Trung Quốc từ chối. Việt Nam hiểu là không thể làm gì hơn. Bởi vì trong vòng 10 năm trở lại đây, hải quân của Trung Quốc đã được hiện đại hóa một cách nhanh chóng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết hơn 3 triệu km vuông vùng biển từ Singapore đến eo biển Đài Loan, khu vực có phần nửa tàu bè thương mại trên thế giới qua lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4, 2013. Trà My mong được đón tiếp quý vị trong bản tin ngày mai.